khai thị chuyên đề 1200 đề tài của Hòa Thượng Tịnh Không. Đề tài 86: Thế xuất thế gian pháp đều phải có sư thừa. Cổ đức thường nói: trải sự luyện tâm. Luyện cái tâm gì vậy? Luyện nhất tâm. Trong tất cả sự việc, trong tất cả cảnh giới, xem cái tâm đó của bạn có phải là nhất hay không. Cái gì gọi là nhất? Quyết định không có vọng tưởng, không có phân biệt chấp trước. Đến cái cảnh giới này, đây là pháp tu hành cao cấp. Chưa đến được cái cảnh giới này, vậy thì họ cần phải theo một vị thầy. Vì sao vậy? Họ phân biệt chấp trước rất nặng, không thể xả được. Vậy thì cần phải theo một vị thầy. Theo một vị thầy, họ chỉ có một phân biệt, không có hai phân biệt. Vậy thì họ tương đối bình thường. Giống như khi bị bệnh, họ uống một loại thuốc. Loại thuốc này rất đúng bệnh, vậy thì rất tốt. Nếu như lại bảo họ uống thêm một loại thuốc khác, hai loại thuốc này không hợp nhau, vậy thì bệnh càng thêm bệnh, cũng có thể dẫn đến cái chết. Cho nên không thể thân cận hai vị thiện tri thức. Vì sao vậy? Vì hai vị thiện tri thức sẽ chỉ ra hai con đường. Khi công phu chưa đến nơi, nhất định phải theo một vị thầy. Người xưa gọi là sư thừa. Trên kinh Hoa Nghiêm có một thí dụ rất hay. Thiện tài đồng tử khi chưa chứng được căn bản trí, chỉ theo một vị thầy là Bồ Tát Văn Thù, chỉ đi theo một người. Người cao minh, bậc cao thủ, khi họ muốn dạy một học trò, họ liền hỏi bạn: trước đây đã từng thân cận những vị nào? Tôi đã từng thân cận qua những vị nào đó, và đã đọc qua những loại sách nào đó. Họ vừa nghe xong liền nói: rất tốt, không sai, anh rất khó được, anh có thể đi rồi. Sẽ có một tràng tán thán đối với bạn. Vì sao vậy? Vì hết thuốc chữa rồi, quá loạn rồi, thành kiến của bạn quá nhiều, không cách gì cứu được. Nếu như bạn nói với họ: trước đây con chỉ có một mình, chưa từng thân cận ai, cũng chưa xem qua sách gì. Tốt, học trò tốt, con hãy đi theo ta, con phải vĩnh viễn đi theo ta, không được bỏ đi. Họ liền nỗ lực dạy bạn. Vì sao vậy? Vì có thể dạy được. Chỉ cần bạn chịu phát nguyện, chịu dụng công, thì nhất định có thể dạy ra được. Chỗ này người xưa chúng ta gọi là sư thừa. Thế xuất thế gian pháp đều phải có sư thừa, đều phải có lão sư chỉ đạo. Không có lão sư chỉ đường chính là tu mù luyện quán. Thế nhưng trong lão sư có chánh có tà. Trên kinh Lăng Nghiêm nói, hiện tại cái thế gian này tà sư nói pháp nhiều như cát sông Hằng. Minh sư khó cầu, không dễ gì gặp được. Nếu như bạn có thể gặp được một lão sư tốt, đó là bạn rất may mắn. Nếu như bạn gặp một vị tà sư, vậy thì phiền phức rất to lớn. Hiện tại người tu hành rất khó. Vì sao vậy? Vì không có sư thừa. Hiện tại là tự do dân chủ, nơi giảng kinh nói pháp quá nhiều, đến khắp nơi để nghe, ngày ngày tăng thêm tà kiến. Vậy thì tổn thất này vô cùng to lớn. A Di Đà Phật. Thank you.
trời.